chào các bác, em đang có mặt ở trong chiếc Toyota Avanza. Đây là phiên bản mới 2019 vừa ra mắt. Và bây giờ thì em sẽ show một chút cái nội thất nó có thay đổi như thế nào và liệu có làm cho các bác cảm thấy hài lòng với cái mức giá loanh quanh khoảng 600 triệu dành cho phiên bản số tự động này hay không. Đây, mời các bác cùng quan sát. Đây là tổng thể khoang cabin các bác nhé. Thì đây, cái mà thay đổi nhiều nhất nó chính là nằm ở cái cụm điều khiển trung tâm này. Chúng ta sẽ có một cái màn hình nó xịn hơn phiên bản cũ. Và đây là màn của Pioneer với cái mã là X595BT. Nó sẽ có đầy đủ tất cả cổng kết nối AUX, DVD, rồi là Bluetooth các thứ là có đầy đủ hết. Đó. Lật thì như siêu nhân luôn. Đó, các bác cho đĩa vào đây nhé. Dưới cái đầu này thì chúng ta sẽ có thêm cái cảnh báo thắt dây an toàn này. Dưới này thì sẽ có những cái thay đổi. Đây là thay đổi lớn nhất. Đó chính là nằm ở cái cụm điều khiển điều hòa. Thay vì ba cái núm tròn xoay ấy, thì chúng ta sẽ được thay đổi hết chỗ này bằng những cái nút bấm. Nhìn nó nói chung là cũng có cái gì đấy nó xịn xò hơn. Đấy. Bấm hết nhá. Thậm chí là còn cả mắc cool luôn. Đấy. Nếu mà các bạn chọn cái này luôn cái là nó sẽ tự động nó đưa về cái chế độ lạnh làm lạnh nhanh nhất. Ở phía dưới này thì vẫn như cũ thôi, hộp số tự động. Avanza này thì đang sử dụng cái hộp số tự động 4 cấp hoặc là số sàn 5 cấp tùy ở phiên bản. Phiên bản số tự động 4 cấp này thì chúng ta sẽ có cái máy 1.5. Còn số sàn 5 cấp thì số sàn 1.3 là sẽ sử dụng số sàn 5 cấp. Phía bên này thì gần như không có thay đổi gì nhiều, vẫn là vô lăng urethane giả da, có tích hợp nút bấm chuyển kênh chuyển bài âm lượng. Có thay đổi chút ít ở cái phần cụm đồng hồ thôi. Thay vì cái ánh sáng đỏ như trước thì bây giờ chúng ta chuyển sang cái màu ánh sáng màu xanh dương như này cho nó dịu hơn và dễ quan sát. Bên này như thường lệ là các phím lên xuống kính điện, cụp gương điện, chỉnh gương điện. Cái kính này thì là kính một chạm ở cửa lái thôi. Đấy, một chạm là xuống. Tương tự thế một chạm nó cũng sẽ lên. Đây là cái màu sắc. Thì cái màu này nó thay đổi một chút rồi. Chúng ta sẽ có cái màu tông hơi đen đỏ một chút. Ghế thì vẫn chỉnh cơ thôi. Ở cái hàng ghế thứ hai thì cái cơ cấu gập một chạm và rất là đa di năng. Đây các bạn thấy này, xe được trang bị hai dàn điều hòa đảm bảo cái không khí lạnh có thể truyền đến tất cả các vị trí trong xe. Hàng ghế thứ ba cũng rất là ổn. Có thể gập 50-50 là để gia tăng thêm cái diện tích chứa đồ cho khoang hành lý. Đây là tổng thể bên ngoài này thì nó có một số cái sự thay đổi. Như các bạn đang nhìn thấy ở phía sau này chúng ta sẽ có cái thay đổi đèn hậu này luôn này. Đấy, một cái đèn hậu dạng 3D nó tinh tế hơn. Phía giữa này chúng ta sẽ có một cái thanh nối chrome to bản, nối liền cả hai cụm đèn với nhau. Mà phía đằng sau này nhá thì nó không có camera lùi cũng như là không có cảm biến lùi. Và cái này thì chúng ta sẽ phải trang bị thêm. Bù lại thì có một cái cánh hướng gió khá là ấn tượng với cái đèn phanh trên cao này. Trên cùng là cái anten dạng vây cá, đây cũng là một cái mới này. Ở phần bên hông này thì thay đổi nhiều nhất là chỉ nằm ở cái bộ la răng thôi. Đây, la răng phay cắt 15 inch. Thiết kế cũng khá là ổn. Avanza này đang có giá rất rẻ thôi. Phiên bản số tự động này thì đang được niêm yết là 614 triệu. Đây, phần đầu xe chính là tập hợp cái sự thay đổi nhiều nhất. Cũng có cái nét sang chảnh riêng đấy. Ở đây các bạn nhìn này, đèn pha và đèn cốt chúng ta có đèn LED hết luôn, ánh sáng trắng. Đó. Phía dưới đèn đề mi và xi nhan thì vẫn là đèn halogen thường. Dưới này là cái cụm đèn sương mù cũng là halogen thường thôi. Mặt ca lăng thì có những cái thanh chrome to bản như thế này, tạo chiếc xe có một cái sự khỏe khoắn hơn. Phía dưới thì vẫn là cái khoang máy và động cơ của thế hệ trước, chưa nâng cấp. Đây, mời các bác quan sát tổng thể. Chiếc xe này thì đang có mặt tại Toyota Thăng Long và bọn em có đủ màu để giao ngay nhé. Mọi thông tin chi tiết về mẫu Avanza phiên bản mới này, quý hàng vui lòng liên hệ trực tiếp theo số hotline em đã đính kèm trên video. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.